Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Xin chào các bạn khán giả yêu mến của Tin Mới. Các bạn thân mến, trên một tạp chí phân tích chính trị quân sự Mỹ, The National Interest, có một bài viết có tựa đề: Nếu Việt Nam và Trung Quốc xảy ra chiến tranh thì Việt Nam sẽ dùng loại vũ khí nào khiến Bắc Kinh run sợ? Tác giả Robert Valley từ National Interest đã điểm mặt 5 loại vũ khí làm Trung Quốc mất ăn mất ngủ mà Việt Nam đang sở hữu. Vậy đó là những loại vũ khí gì mà khiến gã khổng lồ Trung Quốc sợ tái mặt đến như vậy? Hãy cùng với Tin Mới khám phá top 5 vũ khí hiện đại nhất của Việt Nam khiến Trung Quốc lo sợ nhé! Đầu tiên, vũ khí mà Tin Mới muốn điểm mặt đó là hố đen trong lòng đại dương. Tàu ngầm Kilo 636. Kilo 636 thuộc lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel điện do Nga sản xuất, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm. Đây là tàu ngầm thuộc thế hệ thứ 3, loại tiên tiến nhất thế giới. Hiện tại, Việt Nam sở hữu 6 tàu Kilo và cả 6 tàu đều thuộc biên chế của lữ đoàn tàu ngầm 189 vùng 4 Hải quân. Kilo 636 là loại tàu ngầm tiên tiến nhất thế giới mà Hải quân Nhân dân Việt Nam đang sở hữu. Tàu vận hành tốt trong vùng biển nông, có khả năng di chuyển ở khu vực đáy biển hơn các loại tàu ngầm tấn công khác. Nhờ công nghệ hiện đại làm giảm đáng kể độ ồn cho lớp tàu Kilo, tàu ngầm có khả năng tàng hình trước các thiết bị định vị thủy âm sonar hiện đại, ẩn mình tốt hơn trong lòng biển để tiếp cận đội tàu nổi của địch và tấn công trước khi bị phát hiện. Tàu ngầm Kilo 636 dài gần 74m, rộng 10m, lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý trên 1 giờ, lặn sâu tối đa 300m, hoạt động độc lập 45 ngày đêm. Thủy thủ đoàn gồm 52 người, tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi, đường kính 533mm, song vũ khí uy lực nhất của tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Club S. Tổ hợp này gồm ít nhất 5 mẫu tên lửa khác nhau, trong đó mẫu 3M54E, M1 có nhiệm vụ chống hạm, 91RE1, RE2 chống tàu ngầm và 3M14E tấn công mục tiêu mặt đất. Số lượng tên lửa đa dạng này giúp các chỉ huy tàu ngầm linh hoạt trong việc lựa chọn cấu hình vũ khí để hoàn thành nhiệm vụ tác chiến được giao. Tên lửa diệt hạm 3M54E có tầm bắn tối đa 220 km. Nó bay ở tốc độ cận âm hơn 1.100 km/h trong gần như toàn bộ hành trình với mục tiêu ở độ cao 10 đến 15m so với mặt biển. Để tránh bị radar đối phương phát hiện, dữ liệu mục tiêu được nạp từ trước khi phóng thông qua hệ thống trinh sát của tàu ngầm hoặc đường truyền dữ liệu đang tàng hình từ các tàu chiến và máy bay khác. Khi cách mục tiêu khoảng 60 km, đầu dò radar chủ động ARGS-54E sẽ được kích hoạt để tự tìm kiếm mục tiêu dựa vào thông tin được nạp trước khi phóng vào hệ thống dẫn đường quá tính. Đầu đạn sẽ tách khỏi phần thân chính của tên lửa, động cơ nhiên liệu rắn sẽ đẩy tốc độ quả đạn lên tới 3.600 km/h, gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Ở pha cuối tiếp cận mục tiêu, tên lửa bay chỉ cách mặt nước khoảng 5m và liên tục thay đổi quỹ đạo, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn dù khối lượng phóng chỉ hơn 1,5 tấn. Tên lửa 3M54E được trang bị đầu nổ nặng tới 450kg, đủ sức phá hủy các tàu mặt nước cỡ lớn. Kích thước nhỏ của loại đầu đạn này giúp tàu ngầm và tàu tên lửa mang được số lượng lớn, gây mối đe dọa cho các lực lượng hải quân có quy mô lớn hơn nhiều. Bên cạnh mẫu 3M54E, Nga còn trang bị phiên bản 3M54E1 có hệ thống Club S. Điểm khác biệt là tên lửa này chỉ bay ở tốc độ cận âm 990km/h trong suốt hành trình. Bù lại, tầm bắn được nâng lên tới 300km. Đặc biệt, các nhà phân tích đều đồng ý rằng Hải quân Trung Quốc vẫn gặp vấn đề với chiến tranh chống tàu ngầm. Hạm đội dưới nước của Trung Quốc được tối ưu hóa để tấn công, chống lại các tàu nổi chứ không phải tàu ngầm. Các tàu ngầm lớp Kilo hiện đại mà Việt Nam mới mua của Nga sẽ là vấn đề lớn với Hải quân Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc cũng có tàu Kilo và nhiều loại tàu ngầm khác, nhưng những tàu này chưa thể vô hiệu hóa được các tàu ngầm của Việt Nam. Các tàu ngầm Kilo của Việt Nam có cả ngư lôi, tên lửa hành trình, chống tàu và có thể là mối đe dọa lớn với các tàu chiến và hệ thống máy móc địch ngoài khơi của Trung Quốc. Mới nghe qua vũ khí đầu tiên thôi, chắc hẳn các bạn đã phần nào tự tin sức mạnh của Hải quân ta đúng không ạ? Các bạn có ấn tượng gì với vũ khí được mệnh danh là hố đen trong lòng đại dương đây? Hãy comment, chia sẻ quan điểm của các bạn ngay dưới video này nhé! Thứ hai đó là chiến đấu cơ Su-27 của Không quân Việt Nam, là máy bay chiến đấu hạng nặng do Liên Xô nghiên cứu chế tạo.
Su-27 bắt đầu về Việt Nam từ giữa những năm 1990, giữ vai trò quan trọng cho tới ngày nay. Hiện không quân Việt Nam được trang bị 3 biến thể của Su-27, bao gồm tiêm kích Su-27SK, biến thể huấn luyện Su-27UBK và Su-27PU, sau này được đổi thành Su-30. Được Viện Nghiên cứu UKB của Sukhoi phát triển, Su-27 phương Tây vẫn gọi là Flanker. Kẻ tấn công sườn được ra đời nhằm chiếm ưu thế trên không và đối trọng với F-15 Eagle của không quân Mỹ. Trên thực tế, những yêu cầu thiết kế đối với Su-27 được dựa trên cơ sở là khả năng chiến đấu của F-15 Eagle, nhưng được gia tăng thêm 10%. Trên thực tế, Su-27 vượt trội so với yêu cầu của các nhà sản xuất và trở thành vũ khí làm mưa làm gió trên nhiều chiến trường, góp mặt trong không quân Việt Nam từ gần 2 thập kỷ trước. Những chiến đấu cơ Su-27 đang ngày càng thể hiện vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ bầu trời, chủ quyền đất liền và biển đảo của đất nước. Những biến thể Su-27 mà Việt Nam đang sở hữu đều có sức mạnh tác chiến không thua kém so với phiên bản nội địa trang bị cho không quân Nga. Được triển khai sản xuất từ năm 1991, Su-27SK Việt Nam đang có là loại chiến đấu cơ đa nhiệm dành cho xuất khẩu với khả năng chiếm ưu thế trên không, tấn công tiêu diệt các loại chiến đấu cơ có và không người lái, cũng như bắn hạ các loại tên lửa hành trình, tấn công tiêu diệt các mục tiêu mặt đất và trên biển. Su-27SK được xem là át chủ bài trong tác chiến tầm trung. Su-27SK sở hữu khả năng cơ động cao cùng với lực đẩy động cơ mạnh có thể đạt vận tốc 2 Mach cộng, nhanh gấp 2 lần tốc độ âm thanh, tương đương với 2.500 km/h. Máy bay còn có thiết kế khí động học hoàn hảo dọc thân và cánh, giúp nó có độ cân bằng cao. Phạm vi hoạt động của máy bay khá lớn bởi sự hiệu quả của động cơ. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống kiểm soát vũ khí độc lập cùng với hệ thống radar theo dõi mục tiêu có khả năng bao quát rộng và hệ thống cảnh báo nguy hiểm thông minh. Cả không quân Việt Nam và không quân Trung Quốc đều đã nâng cấp các chiến đấu cơ của mình. Đáng chú ý nhất trong số này là các máy bay thuộc dòng Su-27 Flanker. Việt Nam có khoảng 40 chiến đấu cơ Flanker các loại và đang đặt hàng thêm 20 chiếc nữa từ Nga. Ngoài nhiệm vụ phòng không đối không, những máy bay này có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển của Trung Quốc với tên lửa hành trình tầm xa, độ chính xác cao. Thứ ba là tên lửa hành trình P-800 Yakon. P-800 Yakon được đánh giá là một trong những sát thủ chống hạm đáng sợ nhất hiện nay. Tên lửa P-800 Yakon nặng khoảng 3 tấn, dài 8,9m. Nó được thiết kế với đường kính thân 0,7m, sải cánh 1,7m. Tầm bắn của tên lửa P-800 Yakon phụ thuộc vào chế độ bay như bay quỹ đạo cao, thấp, hỗn hợp, cho phép đạt tầm bắn 300km, bay quỹ đạo thấp đạt tầm bắn 120km. Thiết kế đạn của tên lửa P-800 Yakon khá đặc biệt với 4 cánh điều hướng lớn ở gần phần đuôi. Ở phần mũi là cửa hút không khí do động cơ hoạt động. Kiểu thiết kế này khá giống với máy bay tiêm kích phản lực thế hệ 12. Theo nhận định của các chuyên gia, tên lửa P-800 Yakon thực sự là bài toán khó với các chiến hạm khi nó được kết hợp giữa tốc độ vượt âm thanh và độ cao bay cực thấp. Công nghệ trang bị cho tên lửa hành trình P-800 Yakon cũng khá tối tân như động cơ phản lực tĩnh dòng thẳng siêu âm, cho phép đạt tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh, khiến đối phương rất khó phản ứng kịp thời. Đầu đạn hạt nhân của tên lửa hạt nhân P-800 Yakon có khả năng tiêu diệt tàu chiến cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Trong những thập kỷ qua, Trung Quốc đã phát triển nhiều loại tên lửa và hệ thống phòng chiến lược A2AD. Với sức mạnh hiện nay của mình, Trung Quốc có thể quản lý hệ thống A2AD còn non trẻ của các nước láng giềng. Cũng như Bắc Kinh, Việt Nam từ lâu đã xây dựng một loạt các hệ thống tên lửa hành trình. Giờ đây, Việt Nam có thể phóng tên lửa hành trình từ máy bay, tàu chiến, tàu ngầm và các bệ phóng trên bờ. Khi kết hợp với nhau, những tên lửa này có thể tấn công tàu Trung Quốc từ nhiều hướng để áp đảo hệ thống phòng không trên tàu của Hải quân Trung Quốc. Hệ thống phòng thủ trên bờ của Việt Nam có thể sống sót sau vụ tấn công lớn từ phía Trung Quốc nhờ vào tên lửa đất đối đất P-800 Yakon, một tên lửa Yakon với vận tốc 2,5 Mach, tầm bắn 180 dặm và mang đầu đạn 250 kg, có thể khiến mọi loại tàu chiến Trung Quốc gặp phải một ngày tồi tệ nếu xung đột xảy ra. Được đặt tại những vị trí phòng thủ chiến lược, mạng lưới phòng không của quân đội Việt Nam, trong đó có tên lửa, kể cả những tên lửa hành trình tầm ngắn đời cũ đều có thể giới hạn rất mạnh phạm vi hoạt động của Hải quân Trung Quốc. Thứ tư, trong danh sách này chắc chắn không thể thiếu tổ hợp tên lửa S-300 SAM. Lực lượng phòng không Trung Quốc không thể chống lại tổ hợp phòng không tinh vi của Việt Nam nếu xung đột xảy ra. Muốn sử dụng lực lượng phòng không để chống lại Việt Nam, Trung Quốc phải trang bị hoặc tránh được lực lượng phòng không của Việt Nam.
các hoạt động chế áp phòng không đối phương là một trong những nhiệm vụ đòi hỏi tính tổ chức và cá nhân nhất so với những gì lực lượng phòng không có thể làm. Mỹ là nước đã phát triển được khả năng này qua kinh nghiệm từ các cuộc chiến ở Việt Nam, Kosovo, Iraq, thông qua các bài tập thực tế tại Nevada. Chúng tôi chưa biết lực lượng phòng không Trung Quốc đã làm thế nào để phát triển kỹ năng cần thiết để đánh bại lưới phòng không của Việt Nam. Nếu không thể, tên lửa đất đối đất của Việt Nam sẽ gây ra thiệt hại khủng khiếp cho máy bay và phi công của Trung Quốc. Hệ thống tiên tiến nhất trong mạng lưới phòng không của không quân Việt Nam là S-300 SAM. Loại tên lửa này có thể theo dõi và tấn công hàng chục mục tiêu ở khoảng cách lên đến 75 dặm. Hệ thống các điểm phòng thủ bổ sung có thể bảo vệ S-300 khỏi bị tấn công kết hợp với việc sử dụng máy bay chiến đấu. Mạng lưới SAM sẽ rất khó bị hạ gục. Cuối cùng, trong danh sách ngày hôm nay mà chắc chắn các bạn khán giả sẽ ngạc nhiên, đó là lợi thế chủ nhà. Chiến tranh biên giới năm 1979, Trung Quốc đã cố trừng phạt Hà Nội bằng cách tung bộ binh và tổ chức cuộc xâm lược lớn vào các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam đã xác định được mục tiêu chính của Trung Quốc là tiêu diệt các đơn vị quân đội tốt nhất của mình. Do đó, quân đội Việt Nam tránh đối đầu với quy mô lớn cho đến khi quân đội Trung Quốc lọt vào các khu vực phục kích của mình. Thời điểm đó, cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Cuối cùng, người Trung Quốc đã phải rút lui. Quân đội cả hai bên năm 1979 nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, nhưng đã chuyên nghiệp hơn, được trang bị công nghệ hiện đại hơn và tổ chức tốt hơn. Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng đã nâng cao trình độ của sĩ quan, tiếp xúc với các đơn vị đào tạo và kinh nghiệm quốc tế. Trang thiết bị được nâng cấp đáng kể. Trong chiến tranh biên giới năm 1979, quân đội Việt Nam có lợi thế sân nhà. Sự kiên cường của quân lính Việt Nam thường xuyên chiến đấu với chiến thuật du kích trong điều kiện khắc nghiệt đã ngăn cản được cuộc xâm lược lớn của quân đội Trung Quốc từ các tỉnh phía Bắc. Trong trường hợp nếu có chiến tranh xảy ra, quân đội Trung Quốc có thể giành chiến thắng áp đảo trên không, thì quân đội Việt Nam đã nhiều lần chứng minh khả năng tìm kiếm và tối đa hóa lợi thế sân nhà của mình. Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của video chúng mình cũng đã hết rồi. Tin mới vừa điểm mặt qua top 5 vũ khí hiện đại nhất của Việt Nam khiến Trung Quốc mới nghe thôi cũng đã run sợ rồi. Các bạn thấy ấn tượng với vũ khí nào? Hãy comment ngay dưới video, chia sẻ cho chúng mình suy nghĩ của các bạn nhé. Đồng thời cũng đừng quên cho tin mới một lượt share, like, subscribe nha. Xin cảm ơn và gặp lại tại những video tiếp theo của chương trình. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!